Đây là những mẹo trên điện thoại Samsung mà ít người biết đó nha. Dữ vậy sao? Đầu tiên là sẽ tự động đổi ngôn ngữ nè. Mọi người mở bàn phím lên, mọi người vào cái dấu ba chấm này nè. Mọi người chọn dịch. Rồi mọi người sẽ chọn cái ngôn ngữ mọi người muốn dịch ha. Ở đây mình sẽ chọn tiếng Hàn nè. Rồi bây giờ mọi người nhập tiếng Việt rồi nhấn cái nút này nó sẽ tự động dịch sang tiếng Hàn nha. Nhưng mà ai xác nhận giùm là tôi có đang nhắn đúng chính tả của tiếng Hàn không vậy? Mẹ thứ hai là sẽ vuốt nút Home ở đây để thu nhỏ màn hình nha. Làm cái này thì cũng dễ luôn, mọi người vào cài đặt nè, mọi người chọn tính năng nâng cao, vào chế độ một tay rồi nhấn vào thao tác, mọi người mở nó lên nha. Rồi bây giờ chỉ cần vuốt là có thể thu nhỏ màn hình để mọi người dễ dàng sử dụng bằng một tay nhé. Samsung còn làm được nhiều hơn thế nữa.